Dạ vâng, em xin chào anh Tuyền Ninh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên tấm rèm cùng tất cả khán giả trường quay. Vâng, em tự giới thiệu em, tên đầy đủ là Vũ Mạnh Quyết, năm nay 37 tuổi, nguyên quán Hà Nội và hiện tại đang sinh sống tại thành phố Nha Trang. Quyết hả? Quyết tâm anh. À, quyết tâm á hả? Dạ vâng. Quyết làm gì? Em nghề nghiệp về em kinh doanh vận tải, mà chủ yếu là khai thác tour trong thành phố. Tức là công ty của em hay là sao? Vâng, em công ty của em. Dạ. Công ty của em luôn, em làm giám đốc luôn. Vâng. Quyết giám đốc 37 tuổi, kinh doanh du lịch. Để bên đàn gái người ta giới thiệu về bản thân trước nè. Tại vì cái cô này cổ giống như là một cái cô diễn viên bên Hàn Quốc vậy đó trời ạ. Em nói cho chị nghe coi em cái điểm mạnh của em là gì. Em biết hát, nói chung em dễ tha thứ và em dễ chịu với người khác. Rồi, còn điểm yếu? Em sống tình cảm quá nên là em nhiều khi cũng hay bị buồn. Với lại có một cái điểm yếu nhất là em canh giờ hơi dở. Tức là em không biết canh giờ, tức là em hay bị trễ đúng không? Dạ. Bị trễ hẹn đó đúng không? Trễ khoảng 15 phút rồi. Em có hay khóc nhè không? Dạ, dạ có. Có đúng không? Sống tình cảm quá cho nên là rất dễ khóc nhè. Không có tật xấu gì không? Dạ, hình như là không. Không có tật xấu gì luôn. Đằng ấy ơi, Quyết ơi, em nghe chưa? Vâng, không em nghe chị. Không có tật xấu em ơi. Dạ, dạ. Rồi, Quyết nói cho em gái biết đi. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Điểm mạnh của anh là thuộc trách nhiệm gia đình và cũng thích nấu ăn, sống tình cảm, em cũng có tài lẻ như ca hát và thể thao. Em có tật xấu gì không? Tật xấu là em cũng tính cả lẻ. Cả nể. Cũng đâu phải tật xấu đâu. Đôi khi cái tên nào thương hại, đôi khi cũng bị mất hoài. Mất gì? Như tiền bạc chứ anh. Cũng vậy hả? Gì? Vâng. Hay bị mất tiền hả? Em hay ở chỗ nào vậy? À. Tôi biết cái chỗ em ở, tôi lĩnh tiền giùm em. Vâng. Nói nghe nè, em có biết cái điểm yếu của em là gì không? Nói nhanh. Em nói nhanh quá. Dạ, vâng. Chị hỏi em chút xíu nha. Cái tiêu chuẩn của em là như thế nào? Tiêu chuẩn cũng rất đơn giản thôi. Vâng. Chiều cao 1m6 trở lên. Địa lý từ Sài Gòn trở ra. Cân đối được tí, được 3 vòng càng tốt, không 3 vòng thì 1 vòng thì được đầy đặn tí chị. Đầy đặn, khuôn trăng đầy đặn nét ngày nở nào. Giống như chị ấy nhỉ. À giống như chị. Dạ. Em ơi, nó hơn chị nhiều lắm. Nó hơn chị nhiều lắm nên em yên tâm nhá. Không, nói thế chứ ngày xưa Vân hơn nhiều người lắm. Vân là hoa hậu đấy. Trời ơi. Hai là hoa hậu đấy. Tôi không cần ông phải giới thiệu. Bây giờ thì nó cần hơi cao bây thôi. Bây giờ tôi đang mai mối cho người ta ông. Thế giận chứ bây giờ em nói cho bạn gái này biết về cái những mối tình của em đi. Ừ, đường tình duyên đấy. Mà báo cáo chị là em có 2 mối tình. Thứ nhất là 6 năm. Vâng, thì chính là bà xã của em. Cưới vợ rồi hả? Dạ. Vâng, kỳ đó, hồi đó là em phát hiện là bà xã có bồ. Vâng, thì thôi em cũng rất từng ngại. Khi mất lòng tin rồi thì... Yêu nhau 6 năm rồi cưới nhau. Vâng. Rồi phát hiện bà xã có bồ. Có bồ thì thôi em xác định là hôn nhân không tin tưởng nhau thì thôi. Em cưới nhau bao lâu thì phát hiện ra điều đó? 5 năm. Cưới nhau 5 năm phát hiện ra điều đó. Ồ, vậy là mình đã có con chưa? Có một bé gái chị. Một bé gái giờ ở với mẹ hay là ở với em? Ở với mẹ. Nhiêu tuổi rồi? 7 tuổi thôi. Thôi, bỏ cái chuyện đó đi. Coi như là một cái câu chuyện buồn nhưng mà mình nên bỏ qua, mình nhìn ra phía trước. Đó ha em ha. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về cái chuyện tình duyên của bạn đây. Nhưng mà đang quan trọng là bây giờ nè, hỏi bên đàn gái còn sao? Cho ông nhìn nha. Nha, ông che mắt lại đi. Tôi sợ ông mối này ông lạc lòng quá, ghê quá. Nè, 1, 2, 3. Ủa sao to con quá vậy? Dạ. Hơi cân nặng hả? Ủa? Trời em gái, trời ơi, dễ thương quá. Tưởng đâu nhìn người bạn của tôi. Đàn trai anh thì nó lỡ con đò rồi đó. Bên đàn gái thấy sao? Em cũng đã từng kết hôn ạ. Oh yeah. Năm mà em 25 tuổi là lúc đó em ra trường, em làm được 2 năm rồi. Em đã quyết định lấy một người. Yeah, em có con chưa? Dạ em chưa có con ạ. Chưa có con. Dạ. Hai bên đều đã một lần gọi là lỡ chuyến đò. Bây giờ em mong muốn tìm một người mới như thế nào? Dạ em muốn một người người ta biết yêu thương, biết chia sẻ. Khi mà gặp chuyện gì thì hai người cùng ngồi lại nói với nhau để cùng hướng tới một điều tốt đẹp hơn. Bây giờ cho gặp người thân đi, ta góp ý sao rồi mình cho hai bên gặp mặt. Ủa em này có người thân đi với em không? Dạ em có 2 người bạn. Đâu hai à? Đó, 2 cô bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, chào tất cả mọi người. Thì em thấy anh trai bên này cũng được chững chạc. Chị Mai Hà em là tiếp người rất là
sống theo cái dạng rất là tình cảm. Hai anh chị đã đến đây là một cái duyên rồi, thì anh chị hãy tạo cho nhau một cái cơ hội. Em trai đi với ai? Em đi với cậu, với anh trai và một anh bạn. À, rồi, xin mời đại diện gia đình. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào quý vị khán giả, chào các bạn gái bên này. Tôi là cậu của cháu Quyết. Thì cháu Quyết cũng như chị Hồng Vân lấy nhận xét là cái nói rất là nhanh mà hay vấp. Cho nên là đó là cái khuyết điểm mà cũng nhiều nhà cũng góp ý nhiều. Thì cái khuyết điểm nó còn về cái ưu điểm đó là Quyết là rất là nhiệt tình, có hiếu, biết kính trên nhường dưới trong gia đình. Mọi công việc, việc gì cũng có thể làm được. Mai Hà bên này thì cậu thấy rất là phụ nữ rất là xinh, là rất là chững chạc. Thì lên đây là cái duyên, thì mong tạo cho nhau một cái cơ hội để mà tìm hiểu. Mà gia đình bên nhà trai thì rất mong muốn cái điều này. Rồi. Cảm ơn cậu. Cảm ơn hai gia đình, chúng ta mở rào thôi. Bắt đầu đi Quyết. Được em. Anh có đoá hoa tặng em, chúc em luôn tươi tắn như những đoá hoa này. Dạ, em cảm ơn. Cái này là chiếc thuyền buồm, như là tượng trưng cho hai đứa ta. Vì dù bất chấp bão tố phong ba thì có thể vượt qua cái bến con thuyền này thì cập bến và sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc. Dạ. Và em đón nhận đi. Dạ, em cảm ơn. Dạ, em cũng có một món quà nhỏ gửi tặng anh. Gửi tặng cảm em. Mở ra đi, em mở ra đi, là cái gì? Dạ, cái này là dây đòi nợ. Nếu như có nợ thì... Cái gì? Dạ, nếu có nợ thì phải trả. Cả là phạt. Dạ. Tôi đã biết rồi nhỉ? Mình đăng ký, mình mang luôn, đeo luôn. Tôi cảm ơn. Em ơi, âm nhạc thì âm nhạc chắc em cũng hát hay nhỉ? Có chắc nghệ sĩ thì em cũng có đúng không? Dạ, em cũng hát được. Em hát được. Dạ. Nghe anh nói là anh cũng biết hát đúng không ạ? Ừ, anh cũng rất thích hát hát. Dạ, anh hát cho em với mọi người nghe được không? Ừ, được. Thôi anh... Rồi anh hát bài ngắn gọn thôi, bài Lối nhỏ vào đời của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Dạ. Anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng, để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời. Đời em là chim én bay, đời em là hương tỏa đâu đây. Đời em là tình yêu rực cháy, anh đã cho em mùa xuân này. Hay quá, hay quá, hay quá. Nói nhanh nhưng mà hát rất rõ. Đây nè, hát rõ và cái giọng rất là cao. Cô đúng giáo rồi. Sẽ làm cho học trò này hát hay hơn. Cô giáo thấy sao nào? Dạ, em thấy anh hát giọng hay, giọng bay à. Rất ấm, hay. Rồi, cô giáo hát cho anh nghe đi. Cô giáo hát lại đi, cô giáo. Dạ, em sẽ gửi tặng bài hát Tình yêu trên dòng sông con họ. Ồ, bài quê tôi đấy. Quê tôi. Có từ nơi anh, lửa rừng bập bùng vách núi. Anh đi giữa miền biên giới, làng quê em đợi, em chờ. Con sông của người quan họ, suốt đời nước chảy lơ thơ. Tiếng anh ấm như hơi thở, em nghe để nhớ suốt đời. Đừng quên, đừng dần người ơi. Mà đừng quên, đừng dần người ơi. Ủa, chị mời quen. Chết ông Quyết nhà tôi rồi. Ông Quyết ơi, là ông Quyết ơi. Lút đâu nhỉ, lút đâu, bấm luôn. Bấm luôn, bấm luôn. Bấm luôn, thật bấm luôn. Nghe là dụng kim rồi. Tôi nghe tôi còn muốn bấm thôi. Ôi trời ơi. Bây giờ nhìn người tim đã rơi xuống rồi. Nghe hát mà nó rụng luôn. Nói chung là anh ngưỡng mộ em. Đúng là cô giáo dạy nhạc mà rất là ngọt ngào mà. Hay anh nghĩ quá. Rằng anh Quý hát cũng tốt mà. Không, tôi bị rỡn da gà luôn hết lên. Em hát xong ngay tim anh động loạn nhịp rồi. Thật đúng loạn nhịp, chị còn loạn nữa không? Dạ. Em ôi thế rồi. Thế nào, thế nào? Dạ, bây giờ người em có điện, điện. Anh điện, có điện. Tôi luôn. Đấy, có điện mà kêu anh bằng chỉ luôn đấy. Dạ. Cái lượng điện này chắc phải 500 kV chị ạ. Mạnh, dạ. Bây giờ
hai người đó, một người hai người ở rất là xa. Đâu mình nói thí dụ tụi mình bấm nút thì mình sẽ hẹn hò thế nào, cho nhau cơ hội thế nào và tạo nhau một cái điều kiện lãng mạn nào để yêu nhau, quyết đưa ra vấn đề đi. Mà coi như quen nhau xong một phát mấy tháng sau cưới này. Thì anh hy vọng một cái là anh sẽ tạo điều kiện cho hết mức, và đằng sau của bên em công việc đó thì anh cũng sẽ là người đàn ông vững chắc để cho em tin tưởng và gửi gắm cả cuộc đời mình còn lại, kể công việc và tình cảm. Em có cảm giác đây là cái người đàn ông mà có thể làm chỗ dựa cho em không? Cái trái tim em nó có một cái chút loạn nhịp nào không? Dạ, hiện tại bây giờ em rất ổn. em không dễ yêu. Thực ra là để yêu em cần thời gian. Sự là ngồi đây thì em chưa cảm nhận hết được con người của anh. Em có thấy đây có phải là một nửa yêu thương mình đang hướng tới không? Dạ, em ngoài sức tưởng tượng của em. Ngoài sức tưởng tượng. Vâng. Chúng ta sẽ tiến tới nắm tay cô ấy và nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình, mắt nhìn mắt, để xem là cô ấy có đồng ý bấm nút hay không nha. Nào, tiến tới đi. Cô ấy đứng lên, hai người nắm tay nhau để cảm nhận. Và em hãy nói điều gì với cô ấy. Quyết nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Em muốn điều gì em nói đi. Hồi hộp quá em ạ. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy, cứ nhìn. Đấy em ạ. Đấy thì tình cảm của mình đến đây là một cái duyên. Qua chương trình thì mình gặp với nhau, thì hy vọng cái duyên này nó tạo ra cái lợi thì phải trả cho nhau và vượt qua sóng gió của cuộc đời để đến với nhau để biến vậy tốt nhất. Rồi, hai bạn, đặc biệt là cô gái Mai Hà, em có 30 giây nhắm mắt lại, để tay vào nút bấm, suy nghĩ cho kỹ nha các bạn. Chúng ta đã trải qua lần đò rồi, trao duyên không có dễ như vậy đâu. Rung động thì trao, không rung động thì thôi. Nào, sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Cô gái không bấm. Em rất là xin lỗi tại vì được em rồi. Chưa. Đâu sao em? Nhưng mà chúng ta có thể là bạn, em rất vui được biết anh. Yeah. Anh thật sự nha, nếu là anh ở vị trí em, anh sẽ quyết liệt hơn nữa. Nên em run quá anh. Run quá đúng không? Yeah. Em phải cần quyết liệt hơn nữa, phải đúng cái tên của em là Quyết và Liệt luôn. Và liệt luôn. Trời, và quyết liệt. Quyết rồi. Xong rồi liệt luôn không phải? Phải quyết liệt đi chung. Chúc các bạn sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình nha. Dạ vâng. Cảm ơn em nha. Cảm ơn. Hãy giữ lấy quà của nhau để nhớ rằng một ngày nào đó ta được gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn mỗi bạn một hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vita Dairy. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika.